Trong sáng ngày 28 tháng 2, Thành phố Hồ Chí Minh cũng tổ chức đối thoại với doanh nghiệp trên địa bàn, phổ biến các quy định của pháp luật và giải đáp các câu hỏi vướng mắc, tháo gỡ khó khăn về trích nợ bảo hiểm xã hội và giải quyết các chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của các cộng đồng doanh nghiệp thành phố. Buổi đối thoại thu hút hơn 250 doanh nghiệp đăng ký tham dự. Ban tổ chức cũng đã tiếp nhận và giải đáp hơn 40 câu hỏi của doanh nghiệp liên quan đến các vấn đề về giải quyết chế độ thai sản, chế độ ốm đau và chính sách hỗ trợ người lao động, bảo hiểm xã hội cho người lao động nước ngoài, bảo hiểm xã hội cho người lao động có công việc nặng nhọc, độc hại, thủ tục đăng ký bảo hiểm cho doanh nghiệp, những vướng mắc trong quá trình tham gia bảo hiểm xã hội ở ứng dụng VSSID, chi trả trợ cấp thôi việc, chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động làm việc từ 2 hợp đồng lao động trở lên. Thì trong 2 tháng thử việc thì bên mình là không có tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hay là bảo hiểm thất nghiệp cho họ. Thì tuy nhiên khi mà họ làm với mình khoảng 5-7 tháng thì sau đó mình có đóng bảo hiểm rồi, nhưng mà khi họ nghỉ việc á, thì họ hỏi lại cái chế độ là trợ cấp thất nghiệp của họ như thế nào, có được tính cho 2 cái tháng đó không. Tại vì những người lao động ở bên mình là những lao động đã nghỉ hưu và những trường hợp đã ký 2 hợp đồng lao động, thì khi mà nghỉ hưu hưởng lương hưu thì cách chi trả như thế nào để đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Đóng bảo hiểm xã hội 15 năm thì chờ hưởng lương hưu chứ không hưởng được bảo hiểm xã hội một lần. Do đó người lao động rất lăn quan trong cái việc là họ làm 14 năm mấy tháng là bắt đầu nộp đơn xin nghỉ. Và khi nhân sự trao đổi thì họ nói là bây giờ em nghe vậy đó nên là em phải nộp đơn em nghỉ. Đó thì cũng không biết là có cái dự thảo gì hay không. Các ý kiến về những khó khăn nêu ra đã được đại diện Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh giải đáp và hướng dẫn cụ thể về cách thức thực hiện. Cái này mình chỉ cần đóng đủ 15 năm là cũng có thể được hưởng lương hưu. Nhưng cái mức tỷ lệ nó là sao? Sẽ thấp hơn mức 20 năm thôi. Vậy thì người ta sẽ kéo giảm ra để làm sao người lao động được hưởng lương hưu. Và cái lương hưu là cái quan trọng trong chính sách bảo hiểm xã hội. Thành ra các anh chị thấy rất rõ, chúng tôi cũng như chị Phương cũng trao đổi với anh chị và trong cái nhiều cái hướng dẫn chúng tôi cũng đã những cái tuyên truyền tôi cũng nói rất rõ, mình hưởng một lần là thiệt thòi. Ngoài ra, đại diện Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh còn thông tin đến các doanh nghiệp một số điểm mới của dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi. Hiện thành phố có hơn 2.599.495 người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, 2.552.180 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp và 8.548.241 người tham gia bảo hiểm y tế. Độ bao phủ đạt 91,18% dân số.